Xin chào anh em nhé. Hôm nay thì mình xin được giới thiệu đến anh em một mẫu giày cao cổ bên mình vừa mới sản xuất xong. Thì đây là một mẫu, nói chung là đây là một mẫu rất là nổi tiếng, mà cái hãng này thì rất là lớn. Đây là một mẫu rất nổi tiếng mà các cái ngôi sao lớn trên thế giới đều rất là thích. Đây là cái mẫu Red Wing Iron Ranger, cực kỳ nổi tiếng. Cái mẫu này hàng hãng của nó rơi tầm 7,5 triệu. Thì bên mình vừa rồi đã có thể sản xuất được cái mẫu này, thì giá nó rất là hợp lý. Giá nó chỉ có khoảng 1/7 so với giá hãng thôi, nhưng mà tất cả đều là da thật 100%, và có bảo hành 1 năm 12 tháng về cả da và đế cho anh em. Đây, da và đế rất là đẹp. Đây là không phải hàng fake em nhé. Đây là thiết kế, đây là một cái thiết kế nó rất là cơ bản của dòng Boss thôi, chứ chả có fake của ai cả. Boss thì hầu như là hãng nào cũng làm kiểu dáng này. Các cái hãng như Red Wing hay là Eco hay là những cái hãng lớn của nước ngoài đều làm cái dáng cả này cả. Cho nên là đây là cái dáng kinh điển, cổ điển, chứ không phải là fake của hãng nào đâu anh em nhé. Cho nên em đừng có hiểu lầm. Nhưng mà cái hãng Red Wing là người ta sản xuất cái dáng này rất là nhiều, thành ra là người ta tưởng nhầm là cái dáng này là của cái hãng này, nhưng thực ra là không phải nhé. Và các cái đường may làm rất là đẹp. Sản phẩm ra thật 100%, bảo hành 1 năm. Đây, da là da sáp Nappa rất là đẹp, xịn cực kỳ luôn. Đường chỉ may rất là đẹp. Da này là màu da bò nhé. Màu này lên chân cũng rất là hay. Và cảm ơn anh em đã xem video. Anh em đặt hàng vui lòng để lại số điện thoại bên dưới bài viết này. Mẫu này hiện tại đang bán với giá rất là tốt. Tốt hơn so với giá thị trường rất là nhiều đấy. Cảm ơn anh em đã xem video.